Sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam năm 1975, toàn bộ khu đất Việt Nam quốc tự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị nhà cầm quyền mới Cộng hòa miền Nam Việt Nam trưng thu gần hết, 45.000 m2 nguyên thủy rút xuống chỉ còn 3.000 m2 nơi ngọn tháp Việt Nam quốc tự tọa lạc. Ngôi chùa thì giao cho Hòa Thượng Thích Từ Nhơn cai quản. Ngày 31 tháng 10 năm 2015, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ cầu nguyện rót đồng đúc tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tượng có chiều cao 7,5m, nặng 35 tấn. Bức tượng đồng sau khi hoàn thành sẽ được thờ trong chánh điện Việt Nam Quốc tự và là pho tượng bằng đồng thờ trong chánh điện lớn nhất Việt Nam hiện nay. Ngày 7 tháng 11 năm 2017, công trình Việt Nam Quốc tự xây mới chính thức được khánh thành. Việt Nam Quốc tự được khởi công xây dựng vào ngày 12 tháng 10 năm 2014 là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9, cũng là để kỷ niệm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các hạng mục công trình đã hoàn thành gồm 5 tầng với những công năng khác nhau, như tầng hầm rộng gần 8.000 m2 dùng làm bãi đỗ xe cho khách, tầng 1 là nơi bố trí hội trường, tầng 2 là khu văn phòng, đặc biệt, tháp bỏ 13 tầng, cao 63 m ngoài ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần phụng sự, thống nhất của 13 tổ chức, hội đoàn, tông phái tham gia cuộc tranh đấu bất bạo động của Phật giáo vì hòa bình và bình đẳng tôn giáo tại miền Nam năm 1963. Đây còn là nơi dự kiến sẽ tôn thờ Xá Lợi Trái Tim Bất Diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Phần lớn mọi người đến đây bằng xe máy, mục đích thuận tiện hơn cho việc di chuyển. Ngoài ra bạn có thể đến đây bằng xe buýt, ô tô hoặc đi tour du lịch tại đây. Nơi đây là một địa điểm thú vị mà bất cứ ai đến với Hồ Chí Minh cũng muốn một lần đặt chân đến và khám phá. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin video mới nhất từ kênh Khám Phá Việt Nam. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thân ái!